Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với YouTube channel của mình. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người tiếp tục về những cái máy móc mình đang xài nha. Ở cái chu trình làm sạch thì có trợ thủ là Faro Luna 2 và máy sông của nhà Emi by Happy Skin. Mình sẽ giới thiệu qua cái chu trình từ cái việc mà mình tẩy trang luôn nha. Sau khi mà đi dạy về thì chúng mình sẽ tẩy trang nha. Tại ở trên đường mình có ăn nên là mình bị trôi hết son rồi. Nhưng mà về căn bản là phần má của chúng mình vẫn còn nguyên. Highlight thì mình thấy cũng trôi bớt rồi đó. Bây giờ mình sẽ dùng tẩy trang của Su Emura để tẩy. Cái này là size travel. Tay của chúng mình phải khô nha. Mình lấy nhiều một chút. Xoa này rất là lỏng. Cái mình hơi không dễ ngửi một tí. Mọi người sẽ chuyển động tròn và nhẹ nhẹ trên da để nó tan hết những cái sản phẩm. Thực ra là mình không nhìn rõ gì đâu mọi người. Để quay để kiểu như này là không nhìn rõ lắm. Bây giờ chúng mình sẽ lấy một ít nước ấm lên tay. Nhũ hóa là sao? Quá trình nhũ hóa đó là cái lớp dầu mình vừa trà lên xong ấy, nó sẽ thành sữa. Nó sẽ chuyển sang cái hệ trắng như này này. Thế ok rồi, để mình đi rửa cái lớp này đi. Rửa xong xương xương rồi chúng mình sẽ rửa lại bằng sữa rửa mặt. Tạo bọt luôn. Đây. Chúng mình sẽ có một đống bọt như này. Trên mặt. Chúng mình sẽ sử dụng máy rửa mặt để rửa sạch sâu hơn. Nói chung là có máy rửa mặt thì cái tình trạng sợi bã nhờn cũng như là da của mọi người sạch hơn là chắc chắn rồi. Nên là có điều kiện thì cứ sắm nha mọi người. Bên trái là video để truy cập vào app của Faro và cài đặt. Ở đây thì chúng ta có thể cài đặt được thời gian rửa và mức độ rung của sóng Titanic. Với máy rửa mặt Faro thì mình thấy là một năm chắc là phải sạc cùng lắm là 2 lần thôi. Kiểu dùng được rất là lâu luôn. Và cái sóng rung của nó có thể lên đến tầm mức 16 luôn. Mọi người chỉ nên cài đặt khoảng 60 giây thôi nha. 60 giây trong một lần rửa là rất là ok rồi. Ngoài ra thì Faro 3 mà mình mua thì cũng có cái chế độ massage nữa. Cái mặt mà sóng gần kia kìa. Đó là cái mặt massage cho mọi người. Như là mọi người đã có thể chế độ kiểu như là mình đi máy mở app lên và có những cái chương trình chạy massage của nó. Rất là ok luôn. Máy này, cái này là sạch rồi đấy. Giờ chúng mình sẽ đi rửa lại bằng nước nhá. Mình đã quay trở lại rồi đây. Sau khi mà rửa xong thì chúng mình sẽ thấm bớt nước đi. Mọi người nên dùng giấy ăn sạch hoặc là bông tẩy trang để thấm nước. Chứ mọi người không nên dùng cái khăn mặt ở trong nhà tắm. Kiểu là khăn mặt kể sẵn trong nhà tắm đấy. Mặt kiểu nên dùng khăn một lần thôi nha. Thì sao mọi người sẽ khỏe hơn đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đến bước xong mặt. Trước khi xong thì mình sẽ xịt qua một lớp khoáng. Mình cũng không nghĩ là kiểu cần hay không, nhưng mình quen rồi ấy. Có nghĩa mình xịt qua một lớp khoáng là cho mặt nó ẩm lại đó. Thì chúng mình sẽ sử dụng cái em này để xong. Mình đã đặt nước sẵn ở trong này rồi, có nghĩa là mọi người có tháo, mọi người tháo được cái này ra nha. Đây, cái này tháo ra xong mọi người ngửa lên, mọi người ấn cái nút này này để mọi người kiểu rót nước vào. Mọi người mua cái chai nước khoáng ở ngoài cửa hàng ấy, xong đó mọi người đặt vào thôi. Sau đó thì nó có nút cảm ứng ở đây này, đó, ấn. Nó rất là nhạy luôn. Nó sẽ kêu một phát. Ở đây là một cái nắp để kiểu như là vệ sinh ấy. Thì tháo cái nắp này ra, xong rồi nó sẽ có cái nút xanh như này. Bật rồi nha. Mọi người vệ sinh qua cái mặt đi. Cái mặt của cái máy này là mặt gương nha mọi người. Đó. Xong rồi đợi thôi. Thực ra là mình đang cầm như này để vì mình quay thôi ấy. Còn các bà mà kiểu để ở trên bàn này này thì cái máy này nó thiết kế nghiêng vát khoảng 45 độ rồi. Mọi người để trước mặt như này nó sẽ hơi của nó sẽ tự xông vào mặt luôn. Đợi một chút. Mọi người thấy bắt đầu cái hơi nước nó sẽ ra. Nó
cũng nhanh thôi. Mọi người để mặt này thôi. Cái máy này thì như là khoảng, máy này sẽ là 25 phút, xong tối đa 25 phút, xong đó thì nó sẽ tắt. Nhưng mà ở đây thì mình chỉ xong khoảng 10-15 phút thôi. Mọi người cứ xong để cho kiểu cái lỗ chân lông nó giãn nở ra. Các bà nào mà da dầu như mình thì một tuần xong từ 1 đến 2 lần. Sau đấy thì kết hợp đắp với mặt nạ đất sét nha mọi người. Mặt nạ đất sét của Lakvue ấy, thì dùng cả BHA nữa thì da của mình sẽ thông thoáng hơn. Nếu mà kiểu xong thì mình nghĩ là cho cái tình trạng da mặt nó khỏe một chút, đừng có kiểu mụn viêm, các kiểu mà tình trạng mụn của mọi người nặng quá thì không nên xong nha. Mình nghĩ thế. Này, cho vào xem da này. Cái gọi gì hơi nước bóp da của nó rất là mỏng luôn ý. Mọi người biết tại sao ở đây có cái kẹp không? Bởi vì cái áo này của mình khâu nó là cái chỉ khác ấy, bị đứt hay là mình khâu cái chỉ khác màu khác, nó hơi lộ nên là tôi kẹp vào cho nó đỡ quê. Chứ mình cũng chỉ là một người rất là bình thường thôi mọi người ạ. Nếu mọi người kiểu như là xong xong rồi mọi người tắt cái nút này này. Đó. Hay nhá. Hơi nước xong một lúc nhưng mà nó sẽ kiểu làm được lỗ chân lông ra, nhưng mà nó cũng không kiểu như là làm cho mặt của bọn mình bị đỏ hay là kiểu nước chảy thành dòng ấy. Mình rất thích cái máy đấy. Bật một phát là nó đang hoạt động là nó lại lên hơi nước luôn nha mọi người. Kiểu rất là nhạy, rất là nhanh ấy. Ui trời ơi, thoải mái lắm luôn ấy. Xong ra cũng là một cái biện pháp để chúng mình thư giãn, giống như là ngâm chân hoặc là tắm nước nóng và đắp mặt nạ. Thì xong cảm giác rất là kiểu thích luôn. Nếu mà mọi người bị nghẹt mũi hoặc là khó chịu thì cũng có thể xong thì sẽ làm cho mọi người dễ thở hơn. Sau khi xong các bước skincare của chúng mình sẽ hiệu quả hơn, da mềm và sạch hơn thì cũng ăn dưỡng hơn nha. Ở cái bước sau khi xong ấy thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ lấy nhân mụn mọi người. Nói nhân mụn thì cũng không đúng, có nghĩa là mình sẽ lấy một cái cây nặn mụn như thế này. Sau đấy thì mình sẽ kiểu như là đi một lượt ở những cái mũi ấy. Để lấy. Cái bước này thì mọi người có được không có được. Nhưng mà bởi vì mình mới ấy thôi nên là nó không có nhiều. Cả loại người mà lâu lâu mới làm thì có cái tình trạng sợi vã nhờn như mình ấy thì làm, có nghĩa là mọi người không cần phải ấn mạnh đâu, mọi người chỉ cần đi nhẹ thôi. Đó, thì nó sẽ ra một chút. Người này có một tẹo không thôi. Nói chung là lên cao không rõ đâu, mình đã lấy rồi ấy. Sau đấy thì mình sẽ lau toner nha mọi người. Lau toner bằng cái bông nó mỏng dính như thế này. Mình sẽ lau bằng toner nấm. Đẫm cái bông này một chút. Mình hào phóng một tí. Cái bông này mình đang lấy hai bông. Đắp vào mũi này. Với mũi mình vừa mới lấy mụn. Không phải mụn mà nó sợi bã nhờn à. Đắp lên xong mũi xoa thôi. Mình sẽ xoa kỹ ở hai cái vùng cái mũi nhé. Trông thì hơi bê tha nhưng mà cuộc sống của tôi hàng ngày nó là như vậy đấy. Sau khi lau một toàn bạc xong, xay xay trở lại những cái vùng mũi này này. Sau thì sẽ lau hết. Má, cằm này. Nếu mà mọi người có máy di tinh chất thì mọi người có thể đi máy cũng được, không coi thôi. Còn lại cái bông này thì mình sẽ lau ở dưới này, dưới cổ nha mọi người, kiểu đỡ phí. Sau đấy đợi nó kiểu thấm xuống, mình sẽ bôi tiếp những hoạt chất khác. Bây giờ mình sẽ sử dụng MC của nhà Zaka.
đang sử dụng em này xem ổn không. Mới mua mọi người ạ. À, thực ra không phải mới mua nhưng mà bây giờ sử dụng nó cũng chưa được nhiều lắm ấy. Mọi người bạn làm hay dùng vitamin C buổi sáng rồi A buổi tối à? Nhưng mà như mình thì buổi sáng mình không dùng những hoạt chất lắm, mình chỉ dùng kem dưỡng ẩm thôi. Yes, serum dưỡng ẩm HA thôi chứ mình không dùng C. Chạy máy nha. Chọn là mọi người có máy thì mọi người chạy thôi. Mọi người chạy kiểu để cho nó thấm da ẩm ẩm một tí thì chạy máy nó sẽ kiểu là hiệu quả hơn, mình nghĩ thế. Để mình sẽ lên video review chi tiết về cái máy này. Máy này của nhà Helio nha. Nhưng hôm nay chúng mình sẽ chủ yếu là ở cái bước làm sạch thôi. Các bạn kiểu chưa có điều kiện hoặc là chưa có điều kiện hẳn ấy để đầu tư một con máy kiểu rất là xịn sò, quan tâm đến nhiều chế độ sông lạnh, sông nóng, sông tinh chất các kiểu ấy, thì có thể tham khảo cái em mà mình đang xài của nhà Emi 3 Happy Skin. Giá của nó cũng không quá rẻ, cũng không quá mắc. Mọi người tích cóp một chút là có thể mua được rồi. Mà cái sông của nó khá là ok nha. Bởi hôm nay kiểu mặt mình nó sông rồi ấy, nên là cái vitamin C nó thấm vào rất là nhanh. Mà vitamin C của nhà Zaka này thì mình thấy nó lỏng, nó cũng thấm nhanh so với những cái vitamin C khác của các hãng khác rồi. Đấy, nhìn nó căng như này thôi nhưng mà thực ra nó không dính tí nào cả mọi người. Cảm giác nhìn căng bóng. Thích ghê. Sử dụng kem mắt của nhà AHC. Mình đã sử dụng hết ba hũ của nhà SLR, ba hũ full size ấy, với cả hai đến ba hũ mini size là 5ml ạ. Và mình rất là thích cái kem mắt đấy. Nhưng mà hiện tại thì mình đang thử sang AHC với dung tích của nó to hơn và nó mềm hơn. Mọi người đừng quên bôi kem mắt nhé. Bôi kem mắt là bôi cái vùng rộng rộng ở bên dưới mắt này này, và bôi cả bên trên mắt nữa. Đừng quên nhá. Mình biết là những cái video mà mình quay lúc mà skincare này nó bị xấu hơn so với kiểu mình quay make up. Mình quay make up thì nó về beauty, xong rồi nó cần nó kiểu căn góc các kiểu để cho mọi người nhìn rõ ấy. Nhưng mà khi mà skincare thì mình không đeo lên và mình bị cắn rất là nặng, nên mọi người thông cảm, cái góc quay nó sẽ xấu. Từ cái góc này mình thấy cái trán của mình nó cao gấp đôi. Thực ra trán của mình cao rồi, mình biết rồi. Nhưng mà đây nó cao gấp đôi các bạn ạ. Đó. Chúng mình nhớ bôi cả bên trên nhá. Và khi mà bôi ở mắt như này thì các bác nhớ massage để cho cái mắt nó tan ra. Cái mắt này hình như có vàng thật, bởi vì nó nhiều ấy, và mỗi lần mình băm ra cũng khá là nhiều, nên là mình sẽ bôi cả rãnh cười nữa. Mọi người như là bôi kem mắt cuối cùng đúng không? Nhưng mà bởi vì da của mình hay bôi kem mắt trước kem dưỡng ẩm, tự nó thấm thấm một tẹo thì mình sẽ bôi kem dưỡng ẩm. Mình thấy nó cũng rất là work, kiểu cũng hiệu quả với mình ấy. Đó, thế là xong kem mắt rồi. Nếu mà mọi người thích thì mọi người chưa có máy móc gì thì mình sẽ hướng dẫn mọi người massage nhá. Đầu tiên tay của mọi người phải sạch, đương nhiên rồi. Mình sẽ ấn vào đầu mắt này, kéo ra cái vòng tròn, lật nhớ vòng tròn lên trên được đây, cái có thể như thế này. Mình rất là hay massage ở cái vùng mí kéo ra này, bởi vì là mình sợ sụp mí và mình massage này để cho cái nếp mí của mình không bị sụp ấy, và ở chỗ này thì mắt của mình nó không thâm đấy. Mọi người chỉ cần massage một xíu thôi, rất là nhiều kem mắt nhưng bây giờ nó thấm hết vào rồi. Nhìn bóng như vậy thôi nhưng mà nó thấm hết vào rồi nha mọi người. Chứ mặt của tôi đang là một cái đèn hồng, nên là nó hơi bóng một tí. Ánh sáng đánh vào nó sẽ bóng ấy. Rồi, đấy là kiểu mọi người kéo ra đúng không? Mọi người ấn những cái huyệt như là ở đầu mắt này, ở đây. Mình được dạy, à quên, mình nhớ là mình hay làm đấy, chứ mình cũng không được ai dạy cả. Kiểu nhìn trên mạng có rất là nhiều bài ấy. Mình ấn cả đây nữa, ở đây nó huyệt gì đó hay cũng được. Tiếp tới thì chúng ta sẽ
sử dụng kem dưỡng. Chương trình skincare của mình nó có thế thôi, cũng không nhiều lắm. Kem dưỡng thì mình lấy khoảng gần đây khá là nhiều, bởi vì bây giờ là mùa vẫn còn lạnh lạnh và khô ấy. Và da mình dù là da dầu nhưng mà mình cảm thấy cái việc gọi là gì, cấp ẩm rất là quan trọng. Đây, gần này nhiều đúng không? Chia ra ba ngón tay này. Sau đấy thì sẽ thoa vào tay trước, áp lên mặt. Nhìn thì hơi dày thôi, bởi vì mình có máy, mình chạy máy thì nó sẽ thấm gần được hết luôn, kiểu nó sẽ ra hết được. Nhưng nếu mọi người không có máy thì sao? Ở cái video mà máy móc chống già thì mình đã review Foreo rồi. Nếu mọi người quan tâm về máy móc mà chống già chống nhăn thì mọi người có thể sang video đấy, cái cách mà mình chạy máy rồi sử dụng thanh lan Refa. Nhưng mà ở đây, ở trong cái video này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách massage mặt khi mà không có máy nhá, để cho chúng ta chạy cùng nhau đỡ già. Nếu mà còn dư thì mọi người bôi xuống cổ cũng ok. Đây, tay này, ví dụ như tay đây đúng không, mình sẽ massage từ trong ra ngoài đúng không. Bắt đầu là mình sẽ như này trước, dùng bốn ngón thì cả hai tay kết hợp. Đây nhá, cái tay này đi xuống, tay này đẩy lên. Mình massage không chuyên nghiệp đâu mọi người ạ. Mắt cũng để xuôi, xuôi xa. Mọi người nhớ là kéo lên nhá. Tay như này thành hình tay thỏ, kéo lên. Tay này cũng thế, cái này thì đẩy lên, còn cái này thì kéo, để làm cho cái cơ mặt, cái má của bọn mình không bị xệ xuống. Thực ra ai cũng nên massage mặt thì kiểu như kiểu tập thể dục cho mặt đi. Đó, cái kem dưỡng ẩm là nó thấm hết rồi, nó không còn dính luôn mọi người. Kiểu nó không biết dính chứ còn nó vẫn hơi ẩm ẩm nha. Rồi, còn trái thì làm sao? Trái thì mọi người như thế này, mọi người lấy một ngón được. Đấy, mình hay kết hợp hai ngón tay massage cả đường chân mày, cả mắt nha mọi người. Đây, một bên massage rồi này, một bên chưa. Rõ ràng bên này, ý là nó đều bóng như nhau, nhưng mà cái nữa bên này đã thấm hơn bên này rồi nha. Bên này dính hơn, bên này cũng thế thôi. Mọi người sẽ đẩy hết sang một bên. Còn nghĩa là động tác này mình quay video để mình sợ nó dài ấy, chứ là mọi người làm cho đến khi là mọi người cảm thấy cái nữa nó ấy hết nha, chỗ rồng rồng này đúng không. Đây, chúng ta sẽ như này. Mọi người đẩy là mọi người nên dùng massage trượt, có nghĩa mọi người không được ấn vào, mọi người kiểu kéo, miết và kéo, chứ không phải kiểu ị tay vào thật là chặt xong rồi dùng lực mạnh đâu. Kiểu mình linh hoạt lên đi, không, bên này không thuận tay đâu. Nhưng mà cái này nó sẽ giúp mọi người giảm được cái đường râu rồng này nha. Đây, như này kéo. Mình cảm thấy là bên này của mình nó to hơn đấy, bởi vì là mình hay nhai bên này hơn, còn bên này của mình nó nhỏ hơn nha mọi người. Đấy là cảm giác, còn không biết thực sự là như thế không. Mọi người lấy một ngón tay mọi người đẩy được, rất là ẩm, rất là mượt. Giờ chúng ta sẽ đánh son dưỡng trung thành với em son dưỡng này. Mọi người thấy môi của mình hồng không? Đây là cam thường nha mà môi vẫn hồng thì cũng phải có bí quyết đúng không? Đó chính là son dưỡng của nhà Dior nha mọi người. Mình dùng son dưỡng này tầm 2 năm rồi, kinh qua khoảng 3 cây ạ. Hả? Màu siêu đẹp nha. Bị một cái là hơi dính, nhưng cái độ bóng của nó thì không thể nào bàn cãi được các bạn ạ. Quá là perfect. Cái son bóng, cái son bóng không màu ấy thì cái độ bóng của nó cũng không thể nào bì được với cái cây Dior Maximizer này nha. Dưỡng mi kiểu này thì nó là chuốt vào mi. Có một cái loại dưỡng mi nữa mình dùng thì là nó sẽ bôi vào đường chân trung ấy, và kiên trì sử dụng thì mi nó sẽ sớm dài ra. Và mọi người đã xem đến tận đây nha, chúc mọi người có một làn da thật là xinh. Bye bye.